cả làng cùng vui ấy. Đây là chỉ là một cái chỗ của một cái hội tuổi 86 này các bạn, nhưng mà còn nhiều hội nữa. Mình đi quanh làng này là bắt đầu từ độ tuổi 40 trở ra là bắt đầu là trình làng độ tuổi ấy, trình theo tuổi ấy. Và bây giờ là cả làng là chỗ nào cũng cỗ như này hết các bạn, cả làng cỗ, cả làng vui này đấy. Các bạn bảo là cả làng tắt bếp 5 ngày. Đây là mình chỉ quay lại một cái góc cho các bạn xem đấy. Đấy, hội Đồng Liên Ất Sửu 1985 là có lãng hoa chúc mừng cho hội Bính Dần 1986 này các bạn này. Đấy, đấy vui chưa? Đấy, các bạn thấy vui chưa? Đấy, bắt tay nhá. Đấy, bắt tay. Các bạn hội Đồng Liên tuổi Đinh Mão 1987 là đến tặng hoa ngày mùa Bính Dần 1986 nhá. À, đấy. Rồi, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Nói. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Đấy, chào các bạn nhá. Mọi người chào nào. Chào các bạn nhá. Đây, chào các bạn nhá. Đây, chào các bạn nhá. Chào mọi người. Chào đây. Chào đây. Chào mọi người đi kia. Đây, chào năm cho anh em rồi. Đây, chào các bạn nhá. Đây. Đây, rồi, ok nhá. Đấy, cả làng đều có cỗ vui này các bạn. Đấy, mình quay cho thực tế cho các bạn xem đấy. Đây là hội rước lễ trình làng ấy, cho các cái độ tuổi từ 40 trở ra đấy, đấy cho đến khoảng 70 tuổi đấy các bạn, vui như này mà ở cả làng này đều có cỗ luôn các bạn, chỗ nào cũng thế. Cả làng tắt bếp khoảng độ 5 ngày, nghe các bạn nói là cả làng tắt bếp 5 ngày luôn đấy. Chào anh nhá. Đấy, mình quay một lượt các bạn ở đây nhá. À. Đấy, cái em nào xin nhớ quay nâu vào. Đây, đến mâm này nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Đây, chào các bạn nhá. Ui dồi ôi. Đấy, đến con mâm này nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Rồi, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Đấy các bạn còn đốt pháo này các bạn này. Đang đốt pháo đấy. Có hoa, ủi vui thật đấy. Đấy, thấy chưa, vui chưa? Đấy, mình lạc vào đây là rất là vui các bạn. Mình đến đây rất là vui các bạn. Đấy. Đấy, đây là hội Đồng Liên Giáp Tý 1984 thì là cũng đang tổ chức liên hoan ở đây này. Đấy. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Đấy. Anh cứ quay mấy bạn xinh gái này. Bạn nào xinh nhất? Chào các bạn nhá. Chào nhá. À,
này. Thế đội chùa lại nay về. Đấy. Thay lại nay về. Này. Xin chào. Ờ, được rồi. Này. Anh đi quay từ bà con nhá, đến bà nào chúng mình lấy tay chào nhá. Ờ, rồi đây. Xin chào. Chào nhá. Chào xin, chào chị. Vâng đây em, trưởng ban tư sự hội tháng tư. Mày hội chắc tí. Mày hội chắc tí. Rồi. Tay lên. Ê, chào các bạn nhá. Giơ tay lên đúng không? Đấy. Giơ tay lên. Rồi, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào bạn nhá. Chưa gặp vợ tôi chưa? Ok. Okay. Chào nhá. Hội đồng viên 1984 nhá. Ờ rồi. Hội đồng viên 1984 nhá. Xin chào nhá. Rồi. Ok. Đây là hội đồng liên sinh năm 82 ở hội làng Nhuệ Hổ nhá. Chào các bạn nhá. Mời các bạn đến với hội chùa làng Nhà Hổ quê tôi nhá. Đấy. Đông vui chưa các bạn này? Đấy. Đấy. Chào nhá. Đặc sản món ốc. YouTube của anh nào? Đây. Anh tên nào? Xin chào. Kênh anh Nguyễn YouTube. Các anh Nguyễn YouTube. Đấy. Mời các bạn ăn ốc nào. Ốc đá, ốc ở đây là đến ốc quê mình là vừa ốc nhập từ bạn ơi, ốc ở quê mình đây là ốc đá, ốc truyền thống. Vâng. Ở đồng quê. Vâng. Cũng có một tí thiên nhiên của ốc đá, mà đúng là ốc đá tự nhiên, mà ốc đá này bây giờ là mỗi năm mà hội chùa đấy là làng mình phải chọn hơn 2 tấn ốc. Đã phục vụ của hội chùa là ăn là khuyến mại. Đấy, thế còn rượu là cũng bao nhiêu tấn. Rượu là bây giờ là cũng tính là nó rơi vào tầm khoảng 200 khối. 200 khối thì cao thế. Nhiều quá. Ốc thì có 2 khối một rượu thì 200 khối. Nhưng mà thôi. Chắc là 2 khối rồi. Chắc có 2 khối thôi. 2 khối rượu. Rồi. Thế lại 2 khối ốc. 2 khối ốc. 2 tấn ốc. Bao nhiêu chùa nhỉ mình. Thế bạn ơi, bạn có thử một con ốc đồng quê mình không? Mình quay đã, quay lại. Chào bạn nhá. Hội chùa là mỗi năm to lên một sai. Và mỗi năm này sai lên nhiều người. Xin chào nhá. Hello, welcome to Nghệ Hổ. Đúng rồi, ông Trăng mua ai đi. Nói chút thuốc đi. Lạc thay cơ máy đi. Nam nói đi. Nghệ Hổ bè cô đơ. Xin chào. Chùa đang mời ăn. Anh chào tất cả mọi người nhá. Quay đầy đủ nhá.